Kem Clorbetamil G ngày càng được nhiều chị em tin dùng vì nó rất hiệu quả trong việc điều trị nám cũng như dưỡng trắng da, nên hàng giả bây giờ ngày càng nhiều và càng tinh vi hơn. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ chỉ cho bạn biết cách phân biệt hàng thật giả mới nhất vừa mới ra mắt trong năm nay nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Bên dưới mô tả video này, shop mình có để link của hai video phân biệt hàng thật giả của 5 loại kem Clorbetamil G hàng giả khác, bạn nhớ xem để biết nhé. Đây là mẫu kem Clorbetamil G hàng giả mới, nó giống như hàng thật luôn nên cực kỳ khó phân biệt được. Nếu bạn có trên tay cả mẫu hàng thật và hàng giả thì sẽ thấy được sự khác nhau này, còn nếu bạn chỉ có một mẫu hàng thật hoặc hàng giả thì nhìn từ bên ngoài khó biết lắm. Thì ngoài vỏ hộp bạn hãy để ý, màu của hàng giả bên tay phải có màu tươi và đậm hơn hàng thật bên tay trái, bạn để ý những chỗ mình khoanh màu này nhé, sẽ thấy được màu khác nhau. Và ở góc hộp này, bạn cũng thấy được sự khác nhau, màu của hai cái hình tròn này khác nhau. Bạn cũng để ý là của hàng giả bên phải có chữ UV là kiểu chữ đậm, còn chữ UV hàng thật bên trái là chữ mỏng. Tiếp theo bạn hãy nhìn kỹ ở đây, phần chữ và phần in ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng nó được in ngược nhau giữa hàng thật và hàng giả. Ở mặt này, bạn sẽ thấy, chữ Clorbetamil G của hàng thật to đậm hơn, màu chữ cũng khác. Và bây giờ hàng giả họ cũng in chữ chỗ hạn sử dụng này có kiểu chữ như hàng thật, nhưng mà chữ của hàng giả sẽ đậm hơn hàng thật. Sự khác nhau tiếp theo chính là chỗ tem dán trên cục xà phòng cam này. Bạn sẽ thấy hai cái tem này nó khác nhau, cho đến hiện tại thì tem vẫn còn khác nhau, chắc sau này họ sẽ làm tem giống với hàng thật luôn. Tuyết kem trị nám nhìn từ vỏ hộp thì không thấy khác nhau chỗ nào cả. Tuyết kem trị nám bên trong thì cũng chỉ khác nhau ở màu sắc, nhưng mà cũng khó mà phân biệt được rõ ràng. Còn ở hộp kem dưỡng ban ngày, bạn có thể phân biệt sự khác nhau ở đây, nhưng mà cũng phải có hai hộp trên tay thì mới có thể phân biệt được. Chỗ hình mặt trời này của hàng giả to hơn và được in rõ ràng, sắc nét hơn. Còn chữ Clorbetamil G4:1 của hàng giả đậm hơn và có màu xanh đậm hơn. Nhìn từ bên ngoài bạn cũng sẽ thấy được kem giả nó không mịn như kem thật bên trái, kem giả nếu để lâu nó cũng có hiện tượng tách nước ra nữa. Còn đây là chất kem bên trong, bạn có thấy sự khác nhau không? Kem thật bên trái nhìn rất mịn và nó bám đều vào thành hộp kem, còn kem giả bên phải nó có vẻ thô hơn và nhìn rất bóng loáng. Nhìn bên hông này bạn sẽ thấy chúng rất khác nhau, kem giả bên phải để lâu còn có hiện tượng tách nước ra nữa. Khi mua kem này, thường người bán sẽ không cho bạn kiểm tra chất kem bên trong, vì kem có dán tem nên bạn nên mua ở những shop bán hàng có tâm và shop am hiểu về sản phẩm để đảm bảo bạn thật sự mua đúng hàng chính hãng. Ở hộp kem dưỡng ban đêm bạn hãy để ý chỗ này. Mặt trăng bên kem giả được in to hơn, màu đậm và rõ nét hơn. Dòng chữ màu vàng của kem giả có màu tối và kiểu chữ nhỏ hơn. Còn dòng chữ Clorbetamil G4:1 lại in to hơn, màu xanh cũng sáng hơn. Còn màu chất kem ban đêm thì khá giống nhau, trong khi mùi kem thì khác nhau, của hàng giả mùi hơi gắt và khó chịu hơn. Khi bôi kem giả, tất nhiên là sẽ có hiệu quả, nhưng về lâu dài, thì da của bạn có thể bị nám trở lại nặng hơn hoặc xấu hơn nhiều.